Hello, xin chào hết thầy anh em đã quay trở lại với channel Nhạc Cụ Xuân Thăng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và mình sẽ hướng dẫn với mọi người cách để mình chỉnh EQ cho cái đàn này này. Thì là mình chỉnh độ lớn nhỏ của bass treble và của cái loa ngoài của cái đàn. Mình chắc rằng là nhiều bạn chưa biết tới cách chỉnh này, và hôm nay hy vọng những các bạn chưa biết mình sẽ có thể chỉnh được cái đàn của mình và nghe âm thanh nó hay hơn. Rồi ok, đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn mọi người trên cái đàn S710, và tất cả các dòng khác nó cũng tương tự như vậy thôi, nó ná ná nhau vậy đó. Thì các bạn nào mà mình xài dòng khác mà mình không có biết chỉnh á, hơi khó, thì các bạn có thể liên hệ với mình. Và ok, mình sẽ hướng dẫn mọi người. Đầu tiên là ở đây mọi người thấy cái nút này, mixing này, đây mixing đây, mình nhấn vào đây nha. Rồi nó đang hiện giao diện này, mình tap qua ngay cái chỗ nút EQ này, tap qua EQ này, ngay cho EQ này, đây EQ đây cho xin, ok ngay cho EQ đó. Rồi các bạn vô cái chỗ edit này cho mình, edit này đó. Bây giờ này, cái ngoài cùng này này, mình chỉnh cho màn hình nó dễ nhìn cái. Đây ngoài cùng này là bass này, EQ bass 1 này, cái còn hai cái này là trap middle, hai cái middle ở dưới. Mình các bạn nào mà muốn này, bây giờ mình sẽ mở cho mọi người nghe nha. Bây giờ mình sẽ cho nó lên bass đi nha mọi người. Đó. Cái này cũng là bass luôn. Middle ở giữa thì mọi người nên để ở giữa thôi. Rồi cái tiếp theo là mình sẽ lấy cái trap này, hai cái trap này. Và trap nhiều hơn. Trap thôi. Nói chung là hai cái này mọi người để cỡ này. Rồi là vậy, ok rồi đó. Rồi ok. Còn phần cái bass này này, nếu mà cái đàn của mình cái loa nó đủ ổn thì mình có thể mở lớn hơn cũng được. Nhưng mà như này là vừa đâu nha mọi người. Đó. Nói chung là tùy mình muốn chỉnh sao thì tùy theo cái nghe của mình. Rồi nếu mình cắm ra dàn âm thanh lớn mình thấy chưa được ổn thì mình cũng có thể vô đây chỉnh. Sau khi chỉnh nhá, mọi người sẽ phải lưu nó lại. Mọi người nhấn vào store này. Đó. Nó sẽ bắt mình lưu cái đó để mình lưu bữa sau á, mình lỡ mà có tắt đàn thì mình nhấn lại vào cái đó thì nó sẽ lưu lại cái mà mình đã cài đặt. Rồi mọi người vô ok này. Rồi là nó xong rồi, nó lưu lại rồi đó. Rồi ok, nó lưu rồi thì mọi người có tắt đàn hay gì đó thì nó vẫn còn giữ nguyên. Đó. Cái chức năng này mình nghĩ chắc nhiều bạn sử dụng đàn cũng chưa biết tới chức năng này. Hy vọng là sau video này nhiều anh em sẽ biết chỉnh tới cái chức năng này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em nào mà mình hơi khó chỉnh hoặc là mình chưa biết thì có thể nhắn tin bình luận ở dưới, và mình sẽ giới thiệu với mọi người cái đàn S710 bên mình đang bán. Cái này đang cửa hàng đang bán với giá trên 7 triệu. Đàn còn đẹp, ok mọi chức năng, không lỗi nào. Khi mua thì được bảo hành và tặng phụ kiện đầy đủ cho anh em. Anh em có thể tới cửa hàng về mình test trực tiếp. Anh em ở xa muốn mua thì mình nhắn tin ở dưới hoặc để số điện thoại để mình liên lạc. Rồi cảm ơn anh em nhiều, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Hy vọng anh em sẽ để lại một like, một đăng ký cho Nhạc Cụ Xuân Thăng để mình nhận thật nhiều những video mới. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.